Rất vui được gặp lại quý khách hàng trên kênh YouTube Bất động sản Nhà Bè. Thì ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đi tham quan một căn nhà phố nữa, cũng nằm trên đường Huỳnh Thúc Phát thuộc thị trấn Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh. Căn nhà mà quý khách hàng đang xem nằm tại một vị trí rất là đẹp, xung quanh là khu dân cư hiện hữu. Hẻm xa hơi trước nhà mình là 8m, khá là rộng rãi, và một trục đường chính đi thẳng vào nhà chỉ mất khoảng 50m là tới. Giao thông thì vô cùng là tiện lợi và rất là phù hợp cho gia đình mình thường xuyên di chuyển bằng ô tô, do là hẻm thông hai chiều, do đó ô tô có thể quay đầu và ra vào rất là thoải mái. Khu vực này thì tập trung rất là đông dân cư, do đó khi về sở hữu căn nhà này chúng ta có thể kinh doanh mua bán thêm thì vô cùng là phù hợp để cho gia đình chúng ta tăng thêm thu nhập hàng tháng. Và hiện tại với một cái mức giá bán rất là mềm mại và ưu đãi cho tất cả mọi người để có thể sở hữu căn nhà mặt tiền hẻm 8m này, một trệt hai lầu, một căn nhà với một cái vị trí vô cùng đẹp, thích hợp kinh doanh mua bán mọi ngành nghề. Và bây giờ chúng tôi xin review toàn cảnh khu vực mặt tiền bên ngoài cũng như là bên trong để cho quý khách hàng dễ dàng quan sát. Thì nhà của chúng ta được thiết kế phải nói là rất là hiện đại, với hai lớp cửa, một cái lớp cửa sắt phía ngoài, bên trong lại có thêm một cái lớp cửa nhôm sinh pha kính cường lực 10 ly, cực kỳ là an toàn và chắc chắn. Phải nói đây là một căn nhà rất là đẹp, phù hợp với lại mọi lứa tuổi và thích hợp cho gia đình mình vừa ở vừa kinh doanh mua bán mọi ngành nghề. Do vị trí nhà của chúng ta nằm ngay khu dân cư hiện hữu, lại cách mặt tiền đường Huỳnh Thúc Phát đi vào chỉ có 40-50m mà thôi. Xung quanh là khu nhà lầu cao tầng đồng đều và rất là đẹp, khu phố rất là an ninh và yên tĩnh, hàng xóm thì phải nói vô cùng là thân thiện. Thì ở cái khu vực này rất là cao ráo và không bị ngập nước, lại có đèn đường công cộng chiếu sáng vào ban đêm, do đó sẽ rất là phù hợp để cho gia đình chúng ta di chuyển vào buổi tối. Thì xung quanh là khu dân cư hiện hữu, có thể nói đây là một vị trí rất là tuyệt vời để cho gia đình mình vừa ở vừa kinh doanh mua bán mọi ngành nghề. Và bây giờ chúng tôi xin giới thiệu đến quý khách hàng, đây là khu vực không gian phòng khách. Thì phòng khách của chúng ta được thiết kế rất là nhẹ nhàng, đơn giản và cũng khá là đẹp, với cái tông màu sáng cho cảm giác ấm áp, kết hợp với một cái bộ sofa rất là sang trọng. Cho nên đây chắc chắn sẽ là một cái điểm nhấn rất là quan trọng để cho cái căn phòng khách của chúng ta được nổi bật hơn. Xung quanh nhà của chúng ta thì có rất là nhiều tiện ích cho một cái khu dân cư, như là đối diện nhà là trường cấp 1 Lâm Văn Bền, sát bên là trường cấp 2 Nguyễn Bình Khiêm, đối diện là ngân hàng, gần phòng công chứng, nhà thờ, và có rất là nhiều siêu thị mini như là Bách Hóa Xanh, Co-op Food nằm ở đầu hẻm. Và một điều đặc biệt nữa là căn nhà này rất là gần với quận 7, chỉ cách Phú Mỹ Hưng quận 7 đi xe máy tầm khoảng 5 phút là tới, một trục đường Huỳnh Thúc Phát đi thẳng là chúng ta có thể ra ngay khu chế xuất Tân Thuận quận 7. Cách quận 4 thì chỉ có 15 cho đến 20 phút mà thôi. Ở đầu hẻm thì lại có trạm xe buýt đi về chợ Bến Thành quận nhất và các quận trong cái khu vực thành phố. Do đó khi về sở hữu căn nhà này, quý khách hàng sẽ rất là dễ dàng và thuận lợi cho việc đi học và đi làm của các thành viên trong gia đình mình. Thì căn nhà mà quý cô chú anh chị đang xem có diện tích bề ngang là 3m và chiều dài là 9m, được xây dựng rất là kiên cố và chắc chắn, với kết cấu xây dựng là một trệt hai lầu đúc thật. Hẻm trước nhà mình thì 8m, do đó ô tô có thể ra vào và quay đầu rất là thoải mái. Phải nói đây là một căn nhà có vị trí rất là đẹp, phù hợp với lại gia đình mình vừa ở nè, vừa kết hợp thêm kinh doanh mua bán, phải nói rất là tuyệt vời. Thì hiện tại căn nhà của chúng ta được rao bán với một mức giá phải nói rất là hấp dẫn, chỉ 2.800.000.000 đồng là quý cô chú anh chị có thể sở hữu ngay căn nhà xinh đẹp này cho gia đình mình. Nếu như quý cô chú anh chị quan tâm cũng như yêu thích căn nhà này thì xin đừng ngần ngại, hãy liên hệ ngay với chúng tôi qua số điện thoại được hiển thị trên màn hình, đó chính là 0909 076085, để cho chúng tôi có thể dẫn quý cô chú anh chị đi tham quan trải nghiệm thực tế căn nhà này hoàn toàn miễn phí, để cho quý khách có thể sở hữu ngay căn nhà xinh đẹp này về cho gia đình mình. Một căn nhà có thiết kế rất là đẹp và mặt tiền hẻm xa hơi nè, rất là phù hợp cho việc ở cũng như là kết hợp kinh doanh mua bán phải nói rất là tuyệt vời. Thì căn nhà của chúng ta đã có sổ hồng và hoàn công đầy đủ, mỗi nhà mỗi sổ, đồng sở hữu thửa đất 3 căn. Do đó khi mua bán căn nhà này chúng ta sẽ ra trực tiếp phòng công chứng, ký hợp đồng công chứng mua bán ủy quyền với chủ nhà, và sau đó chúng ta sẽ giữ sổ gốc của căn nhà này về cho gia đình mình. Do đó về phần pháp lý thì rất là rõ ràng, an toàn và minh bạch cho quý khách hàng.
Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục di chuyển lên cái khu vực cầu thang này, dùng để tiến lên tham quan khu vực tầng 1 cũng như là tầng 2. Và một điểm cộng nữa cho cái căn nhà của chúng ta đó chính là ở các phòng ngủ đều có ban công cũng như là cửa sổ rất là thông thoáng và mát mẻ. Và xin giới thiệu đến tất cả mọi người, đây chính là cái khu vực phòng ngủ đầu tiên ở trên cái tầng 1. Thì mới nhìn sơ qua cái khu vực phòng ngủ này á, chúng ta sẽ có một cái cảm giác rất là rộng rãi cũng như là thông thoáng nhờ có một cái cửa ban công nè, rèm cửa cũng như là máy lạnh cũng đã được chủ nhà lắp đặt sẵn cho chúng ta hết rồi. Thì vào ban ngày á, chúng ta cũng không cần thiết phải mở nhiều đèn điện như thế này, nhưng vẫn đủ đảm bảo ánh sáng cũng như là gió mát từ bên ngoài tràn vào sẽ làm cho cái căn phòng của chúng ta trở nên thông thoáng và mát mẻ, sáng sủa hơn rất là nhiều. Thì căn phòng của chúng ta có trang bị sẵn một cái cửa nè, để chúng ta có thể mở cái cửa này ra, đứng ra cái khu vực ban công nhìn ngắm khung cảnh xung quanh từ cái vị trí nhà mà chúng ta đang đứng á, phải nói rất là tuyệt vời. Trên cái khu vực ban công này khá là rộng, ở đây thì chúng ta có thể tận dụng cái khu vực ban công này để trồng cây nè, hoặc là đơn giản chúng ta có thể đặt một cái bộ bàn ghế, một bộ bàn trà để mà mỗi buổi sáng hoặc là mỗi buổi chiều tối khi đi làm về á, chúng ta có thể lên cái khu vực ban công này ngồi nhâm nhi một tách trà hoặc là một ly cà phê rất tuyệt vời. Thì từ cái khu vực ban công này mà nhìn ngắm trước nhà của chúng ta có một cái con hẻm chảy nhựa rất là lớn, hẻm rộng lên tới 8 mét, ô tô thì ra vào rất là thoải mái. Xung quanh như quý khách đang xem á, là khu dân cư hiện hữu, nhà phố cao tầng đồng đều và rất là đẹp, khu phố rất là an ninh và yên tĩnh, hàng xóm phải nói rất là thân thiện. Và một điều đặc biệt nữa là con hẻm này không bao giờ bị ngập nước, do đó chúng ta sẽ hoàn toàn yên tâm. Xung quanh nhà của chúng ta thì có rất là nhiều tiện ích cho một cái khu dân cư, như là đối diện nhà là trường cấp 1 Lâm Văn Bền, sát bên là trường cấp 2 Nguyễn Bình Khiêm, đối diện là ngân hàng, gần phòng công chứng, nhà thờ, và có rất là nhiều siêu thị mini như là Bách Hoa Xanh, của Food nằm ở đầu hẻm. Và một điều đặc biệt nữa là căn nhà này rất là gần với quận 7, chỉ cách Phú Mỹ Hưng quận 7 đi xe máy tầm khoảng 5 phút là tới một trục đường Huỳnh Thúc Kháng đi thẳng, và chúng ta có thể ra ngay khu chế xuất Tân Thuận quận 7. Cách quận 4 thì chỉ có 15 cho đến 20 phút mà thôi. Ở đầu hẻm thì lại có trạm xe buýt đi về chợ Bình Thành quận nhất và các quận trong cái khu vực thành phố. Do đó khi về sau căn nhà này, quý khách hàng sẽ rất là dễ dàng và thuận lợi cho việc đi học và đi làm của các thành viên trong gia đình mình. Nhà của chúng ta thì nằm ngay một vị trí rất là đẹp, sở hữu một cái mặt tiền hẻm xe hơi 8 mét, vô cùng là rộng rãi và thông thoáng, rất là phù hợp cho gia đình chúng ta thường xuyên di chuyển bằng ô tô. Và khi quý khách hàng về sau căn nhà này, ngoài việc để ở ra thì chúng ta có thể kinh doanh mua bán thêm để tăng thu nhập cho gia đình mình. Chúng tôi xin được phép nhắc lại là căn nhà mà quý cô chú và anh chị đang xem á, có diện tích bề ngang là 3 mét và chiều dài là 9 mét, được xây dựng rất là kiên cố và chắc chắn với kết cấu xây dựng là 1 trệt 2 lầu. Hẻm trước nhà mình là hẻm nhựa 8 mét, ô tô có thể ra vào rất là thoải mái. Do đó nếu như gia đình chúng ta có nhu cầu thường xuyên di chuyển bằng ô tô á, thì đây chắc chắn sẽ là một vị trí rất là phù hợp cho gia đình mình di chuyển qua lại ô tô. Thì hiện tại căn nhà của chúng ta đang được rao bán với một mức giá phải nói rất là hấp dẫn, chỉ 2 tỷ 800 triệu đồng cho một căn nhà mặt tiền hẻm ô tô nè, 2 tầng lầu. Và đặc biệt là nhà của chúng ta đã có sổ hồng, mỗi nhà mỗi sổ, đồng sở hữu thửa đất 3 căn. Do đó khi mua bán căn nhà này thì chúng ta sẽ ra trực tiếp phòng công chứng, ký hợp đồng công chứng mua bán ủy quyền của chủ nhà, và sau đó chúng ta sẽ giữ sổ hồng gốc của căn nhà này. Do đó về phần pháp lý thì rất là rõ ràng, an toàn và minh bạch cho quý khách hàng. Nếu như quý cô chú và anh chị quan tâm cũng như là yêu thích căn nhà này thì xin đừng ngần ngại, hãy liên hệ ngay với chúng tôi qua số điện thoại được hiển thị trên màn hình, đó chính là 0909 076085, để cho chúng tôi có thể dẫn quý cô chú và anh chị đi tham quan trải nghiệm thực tế căn nhà này hoàn toàn miễn phí, để cho quý cô chú và anh chị có thể sở hữu ngay căn nhà này về cho gia đình mình với một cái mức giá phải nói rất là hấp dẫn tại thời điểm này. Do đó nếu như quý cô chú và anh chị muốn xem hoặc là cần thêm tư vấn về căn nhà này á, thì hãy liên hệ ngay để cho chúng tôi có thể tư vấn cho quý cô chú và anh chị về căn nhà này.
Chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý khách hàng đã dành thời gian theo dõi hết video clip này của chúng tôi. Xin trân trọng kính chào và hẹn gặp lại quý khách hàng trong thời gian sớm nhất.